Ở thời điểm hiện tại, drama Trà Xanh, Sơn Tùng, Hải Tú, Thiều Bảo Trâm tạm thời được xem như đã lắng xuống. Các nghệ sĩ cũng đã bắt đầu quay trở lại với công việc cũng như dốc sức cho các dự án, hoạt động cá nhân. Cách đây không lâu, mạng xã hội không khỏi xôn xao trước thông tin về sự trở lại của Sơn Tùng với album Chúng Ta. Theo đó, sản phẩm tâm huyết của giọng ca gốc Thái Bình phải rời lịch phát hành từ năm 2020 sang năm 2021 vì tình hình dịch bệnh COVID-19. Album thuộc thể loại R&B, Disco. Cuối năm 2020, phía Sơn Tùng cho biết sản phẩm Chúng Ta sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 5 năm 2021, nghĩa là chỉ còn đúng một tháng nữa, FC Sky có thể có nhạc mới để cày view nếu thần tượng thực hiện theo đúng kế hoạch, không trễ deadline. Về phía Thiều Bảo Trâm, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc cô nàng đang chăm chỉ luyện thanh khiến cho dân mạng đặt ra nghi vấn nữ ca sĩ sắp trở lại. Bởi những ngày hậu ồn ào, Thiều Bảo Trâm rất chăm chỉ chạy show, hát hò tại các sự kiện âm nhạc. Từ những chiếc thính này, khán giả vô cùng tò mò về sự trở lại của Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm. Liệu trong những ngày sắp tới, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm sẽ đối đầu nhau trên các bảng xếp hạng nhạc số hay top trending YouTube hay không? Trước đó, ngay trong tối mùng 1 tháng 4, những hình ảnh ghi lại được cho là Sơn Tùng MTP có mặt tại một phim trường ở quận 2, thành phố Hồ Chí Minh đã khiến cho các fan một phen nhốn nháo. Đây cũng là lần đầu tiên cộng đồng mạng được nhìn thấy Sơn Tùng MTP sau chuỗi ồn ào drama tình cảm cách đây 2 tháng. Khi cộng đồng mạng đang nháo nhào vì hình ảnh xuất hiện của Sơn Tùng MTP sau chuỗi drama Trà Xanh cách đây 2 tháng, thì cũng trong tối ngày 1 tháng 4, hình ảnh Thiều Bảo Trâm đang bận bịu đi diễn cũng nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội. Theo đó, trong đoạn clip được chia sẻ, Thiều Bảo Trâm diện bộ trang phục thoải mái nhưng không kém phần gợi cảm đang di chuyển thật nhanh vào nơi tổ chức đêm nhạc. Chỉ với khoảnh khắc khoảng vài giây, nhiều người đã phải dành lời khen không ngớt cho body nuột nà của giọng ca sinh năm 1994. Không những thế, đoạn clip quay cận cảnh Thiều Bảo Trâm trong hậu trường đêm nhạc cũng khiến cho các fan rụng tim vì nhan sắc đầm thắm ngày càng thăng hạng. Mặt khác, hình ảnh đoạn demo được thành viên ekip của Thiều Bảo Trâm đăng tải cũng cho thấy nhiều khả năng cô nàng sẽ sớm có màn comeback hậu MV Một Tình Có Buồn Không. Sau lùm xùm đầy tư thì việc cả hai đều đang tập trung vào công việc cá nhân cũng làm các fan yên tâm phần nào. Mới đây, nữ ca sĩ khiến cho nhiều người quan tâm khi khoe bó hoa được ai đó tặng cho mình trên Instagram cá nhân. Thiều Bảo Trâm còn tỏ thái độ vô cùng hạnh phúc với dòng trạng thái: cơn sốt của tôi được xoa dịu bằng bó hoa đáng yêu này. Ngay sau đó, nhiều người liền đặt ra nghi vấn liệu Thiều Bảo Trâm đã có người khác theo đuổi. Nhìn vẻ mặt ngập tràn hạnh phúc của cô, nhiều người tò mò có phải Thiều Bảo Trâm đang say đắm trong tình yêu hay không. Thực tế, gần đây Thiều Bảo Trâm khá thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc cuộc sống ngày thường lên mạng xã hội, chủ yếu là những bức ảnh đơn thuần, không biểu lộ cảm xúc. Thậm chí đa số bài đăng của cô đều không có nội dung hay chú thích. Dân mạng cho rằng cô đã bình ổn tâm lý và mạnh mẽ bước sang giai đoạn khác của cuộc đời.